just want to go and lay, right? Just one match, something like that, okay? This one is white, this one red, and red. À, mọi người ha, nó sẽ làm cái mẫu design ha, đơn giản ha, bữa nay là sinh nhật của cô ấy ha, mọi người ha. Sẽ làm cái mẫu design trước ha, mọi người ha. Mẫu design mới ha. Dễ làm ha. Người nhìn mọi người chút người sẽ biết làm liền. Hôm nay thứ năm. What day today? But I know 24, but what day? 5:30. I had to think about that. But I don't know what day, you know, just work, you know. Same. But something on Saturday, I just think about Wednesday, something, you know. Hôm nay là sinh nhật của cô này ha mọi người ha. Cô sẽ làm cái mẫu ha. Cái mẫu cô đưa nhưng mình phối ra bộ hai mẫu mới ha mọi người ha. Đưa những cái màu đỏ này các bạn ha, đắp màu trắng trước ha, đừng bao giờ mà đắp màu trắng sau ha. Cái cọ các bạn nó sẽ dính với màu đỏ, nó sẽ làm màu trắng nó bị lem ha. Bởi đó những làm màu trắng trước xong rồi bạn mới làm là màu đỏ ha. Làm hai móng màu trắng ha, hai móng design màu trắng ha, làm cái background nó màu trắng trước đi ha. Và xong các bạn sẽ quanh lại đắp màu đỏ ha. Bị cái màu đỏ nó đậm, khi các bạn đắp màu đỏ trước nó sẽ bị lem cho cái màu trắng. Này đắp một cục cho mọi người coi luôn ha. Một cục ra điều chọn nằm bột nó nằm gọn ở trong, không có chảy đâu luôn á. Chỉnh vô nè. Thấy không? Thấy bột nó dẻo không? Không? Cái từ chỉnh nè, ém vô cho mình. Cho lúc nào cái bột nằm trong cái phao nail ha. Khi bột nằm trong phao nail nó sẽ ra được cái phao nail đẹp như mọi người mong muốn ha mọi người ha. Nhớ một căn bản của nó là như vậy. Sáng là có like ha, nãy mình nói có like là sẽ có like cho mọi người coi ha. Đúng không? Các bạn thấy không? Đắp sao hạn chế cho nó tròn ha. Đó. Bột nó không bị chạy ra ngoài ha. Chúc các bạn vũ đó là đỡ, không có phí thời gian của mọi người ha. Lúc nào mình cũng chỉnh cái cục bột nó nằm trong cái phao nail hết đó ha mọi người ha. Cho nó gọn ghẽ sạch sẽ ha. Cô này là sinh nhật cổ ngày thứ bảy ha mọi người ha. Kim Trần Salon Phương Nguyễn Thị Hồng ha, chia cái video cho mình ha. Mình sẽ làm cái mẫu design ha, có những mẫu design mới các bạn thấy cái làm cái kiểu design mới ha, mình đắp xong sẽ làm ha. Đó bây giờ là mấy giờ, bây giờ là 11 giờ nghe không, anh ở Mỹ. Trong cái móc này các bạn làm bột ly ha, chỉ làm bằng bóng màu trắng thôi ha. Giờ các bạn sẽ làm mẫu design này ha, cái màu gold này. Móc này làm design 4 móng ha mọi người ha.
trước khi mọi người làm, mọi người cắt ra cho mình ha, làm từng móng ha. Sẽ làm dí màu gồ nữa ha, phối ha, nhìn theo cái màu phối cái design đó. Đúng rồi, cái móng này các bạn rất là dễ làm ha. Bạn lấy một miếng ly cho mình nào, chút xíu ly ha, giảm lên đây nè cho nó đều cho mình ha. Cô này cô chỉ muốn là cái màu gô ha, cái màu ly thôi. Để này lên you always like this right, I remember you right, go away like go ha. Cái go không làm design đơn giản nhưng nó rất đẹp ha mọi người ha. Những cái mà đơn giản thôi nhưng mà nó rất là đẹp, đơn giản ha. Simple but cute right, for you okay, not for me. Your favorite. Giờ lấy cục pin rồi các bạn lên kho vào happy joy ha, nhau lời hòa ha. Các bạn để ở đây cho mình nè, giờ mình đắp nguyên móng nó đi ra luôn ha, mình giữ cái foil nó lên ha, cái foil go ha, chỉnh cục bột nè, là một móng design ha, làm từ móng cho mọi người ha, coi ha. Giữ cục bột cho mình đây nè. Bây giờ bác bạn kéo nó ra cho mình nè, mình sẽ canh được cái độ khơi ha, cục bột đi xuống, dìu dìu nó xuống nè, kéo đây xíu ra nè, thấy cái độ dẻo cục bột không, kéo xuống nè. Vừa nói chuyện với mọi người mà bột nó còn dẻo vậy luôn á. Chỉnh xuống nè, kéo xuống nè. Sinh nhật của cô ấy là ngày thứ bảy ha mọi người ha, nay đi làm này ha, bữa qua làm từ từ, Mỹ nó sinh nhật nó quan trọng lắm ha, nó phải đi làm nail. Cái mẫu này, cái móng này thì có nhiều người làm rồi đúng không mọi người ha, nhiều người làm rồi mọi người đâu có ấy đâu ha. Bây giờ sẽ làm cái móng này màu đỏ ha, đúng không mọi người ha, tại khi mọi người làm những cái màu lợ giống như nè, mình đắp vô cái màu đỏ này nè, nó sẽ bị lem vô cái bột ha, nên mình phải nhìn theo cái mẫu mình làm ha. Các bạn làm cái móng này cũng giống như vậy luôn ha, những cái màu lợ đừng bao giờ đắp màu đậm trước nha, nó sẽ dính cái cọ, nó sẽ làm bằng lem ra ha, nó sẽ không có, nó bị lem vô cái bột ha. Nên các bạn trước khi mọi người làm ha, mọi người phải nhìn theo ha, này cũng giống vậy luôn ha. Xong mình sẽ làm cái design mới cho mọi người gọi ha, trên ngón giữa ha. Cô này cô là luôn luôn thích cái gô này nè, nên các bạn phải che ha, bỏ gô vô che cái chỗ này nè, mọi người share cái video cho mình ha. Mình bỏ mình canh ha mọi người ha, mình canh sao cho nó đủ ha, đừng có nhiều đó ha, thấy mình cắt cho nó đủ luôn không, xíu như đây nữa, che ngay chỗ cái móng lại nè ha, chỗ cái móng cái điểm của mọi người lại ha. Đơn giản vậy thôi ha. Bây giờ mọi người lấy cục bột lia nó cover giống cái móng kia cho mình ha. Đúng không? Mình lấy một cục, đắp một cục thôi. Hay gì bảo trần ha, hai mọi người ha, share video cho mình ha. Bây giờ mình đặt lên nè. Đúng không? Giữ đây nè. Kéo nó xuống, vàng nó xuống nè. Giữ cục bột lại. Lấy miếng nước nè,
đẩy nó vô, đẩy cái bia cho nó nằm vô cái đi cò ha. Các bạn thấy ly nó dẻo không? Vô nè. Thấy bọt nó nằm yên không mọi người ha. Mọi người share cái video cho mình ha. Kéo xuống nè, kéo xuống từ từ, cứ để từ từ kéo xuống. Xong mình sẽ đắp hai móng màu đỏ ha. Xong mình sẽ quay lại làm cái móng ở giữa mẫu design mới cho mọi người coi ha. Cái mẫu này làm thì nó hơi bị lâu, nhưng mà nó cũng dễ lắm ha. Mới nhìn vô không có biết sao làm sao, nhưng mà nhìn vô sẽ rất là dễ. Nó giống như đá vậy, nó ẳn vậy ha. Mọi người có tham thì coi ha. Móng này làm cái móng giữa làm design nó đòi hỏi là phải test tham xíu ha mọi người ha. Đúng không? Vuốt nè. Đúng không? Chỉnh cục bọt một cục nó ra nó sẽ đều cái xếp nè mọi người thấy không? Thì bây giờ các bạn làm xong đúng không? Thì các bạn quay lại các bạn đắp màu đỏ lên ha. Màu đỏ lên nó sẽ không có bị lem bên. Nha, màu đỏ là sau cùng ha, vì màu đỏ nó rất là đậm nên mọi người á, mọi người phải đắp cái màu đỏ sau cùng ha. Ha, lấy một cục cho mình nè. Vì màu đỏ nó đậm, nếu các bạn làm màu đỏ trước đắp màu trắng thì nó bị lem vô liquid đúng không? Lem vô liquid thì nó sẽ bị dính nè. Kéo qua nè ha, thấy mình quét giấy nó đỏ chát không? Ha, màu đỏ đắp phải kỹ ha, để nó lem qua nó dính kỳ tiêu cồ là nó rất là dơ không rồi ha. Hạn chế ha. À, hết. À, người thấy không? Mình sẽ dìu nó xuống nè. Hạn chế đừng bao giờ mà đắp màu đỏ mà đắp cho nó tràn ra ngoài, nó sẽ dơ cái tay của người ta ha mọi người ha. Đắp cho nó gọn nè, dìu nó đi nè, bọt nó rất là dẻo mọi người thấy không? Đắp cái hai cái móng này xong mình sẽ quay lại làm cái móng giữa ha. Tại cái móng giữa làm nó hơi cực ha, nên là cái móng giữa làm sau cùng ha mọi người ha. Đó. Thấy nó gọn không mọi người, thấy nó gọn không nè ha. Tròn nè, không bị bọt, nó không bị lem ra ngoài đúng không mọi người. Hai Phan Thảo Phong Điện Ngọc Super Đa Chiên ha, Phương Quanh ha. Mình đang vô cái design nè. Nè các bạn thấy giấy không, nó rất là đỏ đúng không? Thì khi bạn đắp màu trắng trước là sao nó bị lem cái màu đỏ vô. Móng này mình cũng đắp một cục cho mọi người coi luôn ha. Một cục mà không có đắp hai cục. Nè, một cục như đây là đủ rồi nè, đối với mình là một cục bột cái móng này đủ rồi ha. Chờ nó xíu nè. Nó mình canh được cục bột ha, giờ để lên là nó sẽ được đủ cái độ dẻo, đủ mình dìu nó đi nè. Đẩy vô nè. Thấy không? Không lem ra ngoài luôn mọi người thấy không? Bọt nó dẻo không? Đúng không? Đinh cái cọ xíu cho mình nè. Chỉnh kiểu cái cọ nè. Ha, cái cọ dìu xuống đập xuống nè. Ha, vừa đủ rồi, trong cái nằm trong cái form móng luôn mọi người thấy không? Nó không có chạy đâu được hết á. Mọi người thấy không? Một cục ha mọi người ha. Đâu à, liên cái cỏ cho mình nè, nó rất là đỏ đó mọi người thấy không? Bởi vậy đắp à, mọi người phải biết cái mẹo ha, vì khi đắp màu trắng trước một chút nó sẽ bị lem ha. Mình sẽ đắp màu trắng trước xong rồi trở lại đắp màu đỏ ha mọi người ha. But you never had red before, right? Mm-hmm. Special on your birthday, right? Mm-hmm. Móng này chút mình sẽ làm cái design ha mọi người ha. Đắp không hai cái móng này nữa mình sẽ làm cái design cho mọi người coi. Bây giờ đắp xong rồi chờ ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái này ha, làm móng ở đây trước. Mọi người dùng cái IBD này cho mình ha. Sẽ chỉ mọi người làm cái design này rất đơn giản ha mọi người ha. Lấy cho mình miếng nè ha. Cái này mọi người coi rồi ha, rồi sẽ dùng cái màu đỏ này cho mình nè, mix nó vô cho mình miếng nè. Mình sẽ chỉ mọi người làm cái mẫu design ha.
mình sẽ làm ra cái mẫu design giống như vậy ha, cái show mọi người ha. Nhưng mà nó khác biệt một chút ha, đúng không? Xong các bạn lấy cái cọ nè, bạn mít lại cho mình ha, đừng bao giờ mà đậm quá ha, mít lại cho mình nè, chỉ mọi người làm. Đúng không? Thì cái móng ngắn này các bạn không dùng bọt ha, dùng IBD ha, kéo nó ra cho mình nè, đẩy cho nó đều hết cho mình ha. Mọi người nhớ đừng bao giờ mà đậm quá nó sẽ không ra được cái chút, sẽ bỏ cái màu gô lên ha mọi người ha. Cái mẫu design này mẫu design mới ha, nhiều người làm ha, mình làm nhiều ha, bây giờ mình sẽ show mọi người làm thế nào. Mọi người nhớ share cái video cho mình ha, ha. Mình phải kéo đều cho cái móng ha, đúng không? Kéo đừng bao giờ mình cho nó tràn ra ngoài ha, chúc các bạn sẽ dũa lại nữa ha, đúng không? Đi cho tròn cho đủ cái độ mà cái build gel này nó đủ trên cái móng, đúng không? Các bạn sẽ dùng cái bọc này cho mình ha, xé ra cho mình nè ha, dò nó lại cho mình ha, chỉ mọi người làm ha. Bột nó bột của VIP nó vậy đó em ha. Move this hand. Give me. Bây giờ đúng không các bạn, sơn xong đúng không? Bây giờ các bạn bỏ lên lấy cái bọc này ha, các bạn bỏ lên cho mình ha, chỉ các bạn làm cái mẫu này ra rất là đẹp ha. Trước khi nha, các bạn phải cho nó nhăn thật là nhăn ha, càng nhăn càng tốt ha mọi người ha, đúng không? Các bạn lấy cái cây nè, các bạn chậm thôi cho mình làm những cái mẫu design mới cho mọi người ha, phải nó phải có độ nhăn ha. Ha, như vậy ta được nè ha, mình chúc nó sẽ show cái màu gô lên ha. Quên the light for me, keep like that, ok. Đúng không, cái móng này mọi người cũng làm như vậy luôn ha, tính đắp hết móng đỏ thôi, bây giờ sẵn làm cho mọi người coi luôn ha. Ha, phải lấy vừa đủ ha, IBD ha. Bỏ lên cái móng này luôn ha, cái móng này cũng làm giống vậy cho mình luôn nè. Ha, nó phải có IBD dày chứ ha, một chút nó sẽ có độ nhăn ha, độ nhăn nó mới ra được cái design ha mọi người ha. Dặm cho mình nè, ha, các bạn nhớ lên chỗ này ha, lên chỗ này cho mình, đừng bao giờ cho nó tràn ở kiểu thì cầu hết đó ha. Chúc mình sẽ show các bạn design rất là đẹp, đúng không? Đây nè, ha, cho nó đều trên cái móng nè, đúng không? Không thiếu nè, nhớ phải đều nha mọi người ha. Móng gì tầm nguyên móng luôn hay nước móng gì em nói gì vậy? Nè, các bạn phải bỏ cái build gel này cho nó lên nó đủ ha, đừng có mỏng quá ha, tại mình cần cái độ nhăn của nó ha, nó mới ra được cái design mọi người mong muốn nha mọi người ha. Ha, mọi người cũng lấy tờ giấy này cho mình luôn à ha, chỉ mọi người làm những cái mẫu design ha. Nói giống như là cái gel ha, cái builder gel thôi các mọi người ha. Ha, mọi người dò nó cho nó nhăn ra cho mình, đúng không? Bây giờ mọi người để tới đây nè ha, tại vì mình cần cái độ nhăn cho nó nhăn cái này ha, đúng không? Người để vô vậy, mọi người lấy cái tay nè bóp vô nè, mình cần cái đựng cái độ nhăn cho nó có những cái độ nhăn này dài nè, đúng không? Chút nó sẽ được cái design trên không ý bắt đầu lại. Ha, bây giờ nó khô nè, mọi người thấy nó khô không? Đúng không? Nó khô nè. Ha, bây giờ mình sẽ go back rồi ha, mình sẽ đi trở lại relax. Ha, mọi người trước khi mọi người làm á, mọi người dũa nó, dũa cái ship lại cho mình ha. Chỉ mọi người làm tính làm hai mẫu này sao? Nhưng nhiều người coi quá chỉ lại làm ha. Đúng không? Dũa cái ship nó cho mình ha. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái màu gold đi ha.
sẽ làm nó ẵn giống như trong đá vậy đó ha. Cái này rất là dễ làm ha, các bạn nhìn các bạn sẽ làm được ha, đúng không? Các bạn dùng Google cho mình, các bạn tha lên cho mình nè ha, nhớ là phải tha đều hết ha, chỗ nào cũng phải có màu Google cho mình hết. Màu Google này nó làm gì? Nó làm cho cái điểm nổi hay giữa cái bóng design với cái màu đỏ ha, đúng không? À, sau là các bạn quay lại nè. À, các bạn quay lại lấy cái IBD ra cho mình đó nè. À, lấy cái IBD ra nữa. Lấy IBD ra. Hũ này sắp hết luôn rồi, làm nhiều quá sắp hết luôn rồi mọi người ha. Lấy ra đây cho mình đủ đây nè. À, các bạn lấy một miếng màu đỏ rồi đừng lấy nhiều ha. Mình cái thứ hai đừng bao giờ lấy nhiều ha, chút xíu thôi, mình pha cho nó đỏ đỏ thôi không. Các bạn quậy lên cho mình ha, cho cái lớp màu vô nè, đúng không? Đừng bao giờ mà đỏ ha, ban đầu nước đầu phải đi đỏ ha, nước hai đi nước hai phải đi lợ ha, ok đúng không? Giờ các bạn quét lên cho mình thêm một lớp nữa ha. Đó, một chút mình sẽ show các bạn là sao cái này nó ẵn ra rất là đẹp ha. Nhớ là phải nhiều ha, phải nhiều cho nó cover cái màu gold lại ha mọi người ha. Cái này giống như cái mẹo thôi chứ không có gì khó khăn hết á. Nhớ là phải bỏ điều IBD ha. IBD nó phải điều ở trên ha, trên cái móng này ha. Thì chút nó sẽ show mọi người ra cái design ẩn giữa màu đỏ và màu gold ha. Nha mọi người ha. Tại chút mình sẽ dũa lại ha. Cái móng này, cái này làm thì hơi lâu nhưng mọi người phải take time ha. Bắt lại like for me. Đúng không? Thì cái móng này nó khô rồi nè mọi người, thấy không? Cái móng này nó khô rồi nè, đúng không mọi người ha? Nó khô rồi, nó phải dùng bọc ha. Bây giờ mọi người lấy cái dũa cho mình nè ha. Mình sẽ dũa nó ha. Mình dũa tại nó khi các bạn làm IBD nó bị tràn ra ngoài. Các bạn phải dũa lại, dũa cho nó giữ cái ship nữa ha. Một chút mình sẽ cover cái bột ly trên lên ha mọi người ha. Mình sẽ show mọi người ở cái design này nó show như thế nào ha. Bây giờ các bạn lấy màu gold nè ha. Cũng làm giống như bên ngõm móng mình ha, mình sẽ dùng cái tay quét vô ha, chà nó vô cho mình. Nhớ là phải có màu gold ha, một chút nó sẽ show qua cho mọi người ha, mình sẽ show cái design này nó show như thế nào ha, đúng không mọi người ha? Cái này rất là dễ ha. Người nhìn rồi ngồi suy nghĩ xíu là sẽ làm được thôi ha. Nhưng mà nó hơi kỳ công xíu thôi. Mẫu này mình làm rất là nhiều ha, hôm nay mới show cho mọi người ha. À, nhớ khi bạn làm cái này nó các bạn phải phối ha, cái màu nào nổi với cái màu nào không nổi ha. Màu xanh thường nó đi với màu gold cũng vẫn được ha. Sau đó các bạn dùng cái IBD nè, IBD nữa nè, đúng không? Nó sắp hết nè, ghét hết nguyên hũ luôn nè. Dùng cái IBD nè. Đúng không? Các bạn quét lên cho mình. Quét lên cho mình nè, nó sẽ ra được. Chút mình sẽ show mọi người cái design ha, nó hiện ra cái design như thế nào ha. Nhớ phải có IBD nhiều lên đây ha, đừng có ít quá mà cũng đừng có nhiều nè, nó sẽ ẵn ra đỏ ha mọi người ha. Chút mình sẽ dũa lại ha mọi người. Back the light for me. Bây giờ lên cái này mình dẹp cái này cho nó gọn ha, xong rồi sẽ làm ha, kế tiếp cho mọi người coi. Việt Nam cũng có bán cái hũ này ha. Đúng không? Bây giờ nó khô đúng không mọi người, đúng không? Mình sẽ dùng cây dũa nè ha, người dũa nó ra cho mình. Bây giờ mình sẽ show mọi người nó khác biệt chỗ nào ha, dũa nó ra cho mình. Dũa nó ra. Của bạn em bữa tặng em mới. Dạ
nó làm cho quay treo. Sasuke em. Dán ba móng phay á mà. Móng đó ít ai làm. Là cái đó nó biêu mấy cái máy mà mỹ trắng mà nó ưa làm giống mấy cái mọc pin á, nó muốn biêu lên chơi cái móng thiệt của nó. Đó hồi trước em có mà. Yeah. À, xong các bạn bỏ IPD vô, các bạn phải dũa ha, dũa ra một chút mình sẽ show nó ra như thế nào cho mọi người coi ha. That's ok em ha. Hay lên lê ha, mình làm nói thì nhai ha. Ok em, whatever em ha. Em thích thì em coi, không thích thì em đừng coi ha. Việt Nam khó tính quá, ai cũng nói được hết. À, bây giờ mình sẽ show nó ra cái design thế nào hả mọi người ha. Cái miếng liquid mình show nè. Mọi người thấy nó. Nè mọi người thấy nó. Nó ẩn ra đẹp không? Đúng không? Nó vừa đỏ mà nó vừa vàng mọi người ha. Của em á, vừa linh. À, thì bây giờ các bạn làm xong đúng không? Cái móng này làm rất là cầu kỳ đúng không? Thì, nè các bạn làm xong không? Nó sẽ hiện nó ẩn ra như vậy rất là đẹp ha. Đúng không? Rất là dễ nè. Ẩn những cái đường line ha, những cái màu đỏ nè, đúng không mọi người thấy không? Nè, mọi người thấy không? Rất là đẹp ha. Phối nhiều cái màu nó sẽ ra được cái mẫu này ha mọi người. Ha, bây giờ các bạn quay lại, các bạn lấy cái bột lia các bạn cover lên cho mình. Đúng không? Lấy cái bột lia cover lên cho mình nè. Giữ ở đây cho mình nè. Bạn thấy màu đỏ không? Màu đỏ nó ra nó rất là đỏ ha. Giữ đây xíu nè, đẩy vô nè, làm mà nhai xương cơm cũng cho nó, trời khó, Việt Nam khó vậy đúng không? Nó ra cái design này rất là đẹp mọi người ha, nó đi chung với cái màu đỏ luôn đúng không? Thì màu đỏ những cái gì trên tay các bạn làm design nó sẽ chung hết, nó theo cái logic. Cứ tự cho mình ha. Kéo ra nè, bây giờ các bạn kéo nó ra cho mình. Đó, kéo ra nè, đó, một cục ha mọi người ha. Cắt một cái lấy cục bột dư nè. Làm cái mắm này thì rất cầu kỳ ha mọi người ha. Cho mọi người phải tích time ha. Nếu mọi người muốn làm cái này phải tích time. Nè, đúng không? Nó sẽ ra nó ẩn giống vậy rất là đẹp nè, mọi người thấy nó đẹp không? See? It's beautiful right? See? À, nó ẩn nè, màu đỏ, màu vàng ha, nó len len giống như là sợi găng nè, mọi người thấy nó rất đẹp không? Bạn lên lê không thích thì là chỗ khác ha. Phùng trương ha. Trời ơi, mình làm bây giờ ngậm sương cơm phải cho nó relax mọi người ha. Ở Việt Nam khó vậy. Vô coi mà ngậm sương gôm cũng cho nữa mà. Không thích thì đi ra chứ có gì đâu mà nói không hay vậy. Whatever, ok em. Bạn thấy nó ra rất là đẹp nè, mọi người thấy không? Đó, bây giờ trở lại cái móng ở đây cũng vậy nè, đúng không? Thì nó hiện cái gì, nói cho các bạn biết nè. Nó hiện cái gì, hiện cái này nè. Đúng không? Cái này nó làm nổi bật lên ha. Vừa màu đỏ, vừa màu vàng ha. Giống những cái đường găng nó đi vậy ta. Like it. You do not me, ok. Ha, các bạn dũa để làm gì? Dũa cho nó hai cái màu nó mix lại ha mọi người ha. Đó. Mọi người giờ biết làm cái món này đúng không? Món này dễ đúng không? Bây giờ biết làm rồi đúng không? Đây nè. Đó. Đây nè, đẩy xuống nè. Dũa ra cho mình, dũa xuống nè. Dũa để làm gì? Dũa để cho cái hai cái màu nó mix lại ha mọi người ha. Đó, có nhiều cái quay á, đúng không? Nếu mọi người nhìn á trên tấm hình thì không bao giờ biết ha, nhưng mà khi có người làm rồi mọi người nhìn nó sẽ ra.
mọi người share cái video cho mình ha, dũa ha, mọi người phải dũa cho nó đều lại hết ha, xong rồi mình chỉ giữ cái ship lại nè, đúng không, hém chỗ này vô, nhớ đừng bao giờ cho nó phình chỗ này ha, một chút các bạn dũa nó rất là cực ha, hém cho nó gọn, trong phao này mình sẽ lắp cái bột ly lên, giữ ship trước khi mọi người đắp bột ly lên ha, nó dũa cho nó đều hết cho mình, chút nó sẽ ra được cái design đẹp cho mọi người ha, cái này nó rất đơn giản, không có gì khó đó. Giờ show lấy miếng liquid show cho mọi người coi nó hiện ra nè ha. Nè mọi người thấy không? Bây giờ mình đắp bột đỏ lên nè thì nó sẽ ra thôi, cái màu này nó làm nó rất là dễ ha mọi người ha. Lấy cục bột này cho mình nè, bột ly nè ha. Giống cái này làm thì phải test time xíu ha mọi người ha. Nhưng cái màu này làm nó phối được nhiều màu ha. Các bạn thể làm với màu vàng hay nhiều màu, các bạn phối nó ra nó đều ra hết ha mọi người ha. Nó giữ cái bột lia cho mình nè ha, nhớ bột lia đắp từ từ ha mọi người ha, cover nó lại một chút, nó show rất là đẹp ha, cái mẫu này show là rất là đẹp, mình làm nhiều rồi mình biết mà, nó sẽ show ra được cái mà. Các bạn thể làm màu xanh với màu đen á, phối cho mình phối trước khi làm, mình phối ở trên cái tiếp á. Bây giờ mình dìu cục bột ra đây nè, chờ cho đủ rồi nè, bạn thấy ẵng ẵng đẹp không ha. Phải suy nghĩ ha mọi người ha, muốn làm design nó là lạ phải suy nghĩ ra nha. Đó, dìu xuống nè, 1, 2 nè, dìu xuống nè, héo cục bột vô cho mình. Đó, dìu một cục ra nè, cục ra nè, cho nó cover hết, giữ cái design của mình lại. Thấy không, nó ra được móng design ha, lạ độc ha mọi người ha. Thì nó đi chung với màu vàng à, đúng không, để có màu vàng thì màu đỏ đúng không, thì nó sẽ ra được cái màu đỏ màu vàng nó đi chung, nó cái phối design nó là như vậy ha mọi người ha. Mình phải có cái idea đánh cục nó làm tròn cái tiêu cầu cho mình nè, đẩy vô cho nó bo tròn hết, nó make sure là cover hết, chúc các bạn dũa không mắc cái design của mọi người ha. Mọi người thấy nó ẵng ẵng đẹp không, đúng không, cái này nó đơn giản, nó giống cái mẹo thôi à. Đúng không? Bây giờ mình sẽ quay lại đắp hai móng, tại mình làm hai cái móng design cho các bạn coi đúng không, bây giờ sẽ quay lại đắp hai cái móng design ở trên cái móng út ha. Lấy cục bột nữa ha, đắp xong mình sẽ dũa ha mọi người ha, chờ nè, cục bột lúc nào các bạn phải chờ ha, để vô là 1 2 1 2 1 2, để vô là 2, giữ xíu nè, kéo nó ra nè, hém cục bột vô một cái nè, một cái nè, lưng cây cọ ha, đừng cho bao giờ nó dính lên ngoài da ha, đắp màu, những cái màu đậm các bạn phải đắp từ từ ha, cho nó tròn cái cây cọ nè, đúng không, mình đắp á cho nó lúc nào cũng tròn cái cây cọ ha, nó sẽ ra được cái nail, nó sẽ ra được cái nail đẹp ha, nó không dính tay người ta ha. Màu đỏ này chúng rửa tay rất là cực, bởi các bạn đắp phải gò ha. Cắt nè, em ship vô cho mình nè. Bạn thấy tờ giấy không? Tờ giấy này nó rất đỏ, nó rất là đỏ. Mà đại quay tại sao nãy mình đắp màu trắng trước đúng không? Đây nè. Bạn thấy không? Ha, nó không bị bột, nó không có over lại trên cái da của người ta ha. Móng này các bạn cũng làm vậy cho mình luôn nè. Này đắp một cục luôn ha mọi người ha. Móng này móng ngắn nè, không có dài, nó không cần phải đắp. Đây nè, hai Nguyễn Tâm Linh Diệp ha, hai mọi người ha. Mọi người kéo ra 1 2. Đó, đến cái cọ liền ha. Đẩy vô nè, đẩy cái bột vô 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Đẩy vô dìu cho nó đều ra nè. Bột nằm đâu đó, bắt đầu mình chỉnh thôi nè, đúng không, lấy cọ chỉnh xuống, dìu nó xuống, nó dẫn em đi chơi nè. Làm khó, làm mà mình ngậm sưng gom cho mình có cái idea design mà cũng bị complain nữa, khổ ghê luôn á, không biết sống sao cho vừa nữa, mọi người ha. Coi mà khó quá.
làm được không mà sao coi mà cái gì cũng complain được, hay thiệt vấn đề nhỏ thôi mà cũng complain được nữa, đúng không ạ? Người thấy nó gọn không? Try here for me. À, mọi người hay là xong á, bây giờ mình sẽ dũa ha mọi người ha. À, cái này nó rất là lợi hại, nó làm được nhiều cái mẫu lắm ha mọi người. Đinh cây cọ ha. Cái giấy này không mà cũng làm được nè mọi người thấy không? Rất là lợi hại. Mình sẽ dũa ha mọi người ha. Dũa xong là sẽ xong ha. Lúc nào cũng lên dưới đây cho mình sạch sẽ ha. Nhớ là lúc nào cũng lên dưới đây hết. Này cũng vậy luôn ha mọi người ha. Lấy cái bọc dưa ra nè. Xong mình sẽ quay lại mình dỗ ship ha. Nó không mất thời gian của mọi người nhiều ha. Mau gọn mau lẹ tóc hành. À, mình sẽ dùng cái đầu dũa này ha mọi người ha, chạy cái tuyến cầu ha. Hôm nay là làm tóc hành luôn, dũa tóc hành luôn, không có làm giống mọi ngày thường ha. Đây nè, đầu dũa này nó không có cắt nha mọi người ha, nó không có cắt tay. Cho nó tròn cái tuyến cầu cho mình nè, đúng không, cho nó sạch sẽ. Đây đẩy vô nè, đẩy vô nghiêng cái tay nó nè ha, đi cái đầu dũa vô cho mình, đẩy nó vô ha, để dũa cái bột dư ra ha. Bởi vì cái bột lìa mọi người đắp á, mọi người phải từ từ ha, đắp mà ấy qua nó sẽ tràn cái da ha. Bột lìa bản thân của nó rất là dẻo. Hai Quỳnh Anh ha, hai mọi người thăm, mọi người theo dõi ha, ơn mọi người theo dõi. Đẩy vô nè ha, đẩy vô đúng không, lên cho nó sạch hết nè. Này vậy luôn, để tay đẩy vô cho mình. Dũa cho nó sạch kìa tuyệt cô ha, cái móng nó ra nó sẽ được đẹp ha mọi người ha. Xong mình sẽ quay lại làm cái móng design trên cái móng này ha mọi người ha, chỉ mọi người hết tất cả ha. Thì móng này sẽ làm màu đỏ design ha mọi người ha. Cái mẫu này đơn giản lắm ha, nhưng ngồi suy nghĩ xíu rồi sẽ làm ra thôi. Đang dũa mà hết pin bó tay. Móng này cũng vậy luôn nè, xây cái tôi dũa cho mình, đắp các bạn đắp gọn này, sạch sẽ các bạn dũa nó rất là tròn nè, đúng không, nó không có bị ăn bột ha, bị dũa không có bị lẹm bột ha mọi người ha. Mọi người gán, mọi người gò đắp cục bột sao cho nó tròn, cho nó đẹp ha. Nó sẽ không có mắc tham của được mọi người khi các mọi người dũa ha. Không, hiện bột ly á, bột ly đắp đó ha. Có nhiều người đắp rất là khó, nhiều người quen thì ok. Dũa cho giữa cái bột với cái da hai cái nó tách ra ha mọi người ha.
lấy cái tay lúc nào phải nghiêng cái tay nó nè, lấy cái tay đẩy nó ra ha. Mọi người thấy cái phao tay cô này, móng này cô này cô bị lệch nè mọi người thấy không? Từ chỗ này ra nó bị lệch nè, đúng không? Cái thằng xuống này nó bè rồi nè. Trước khi làm mình phải nhìn được ha. Cái tay Mỹ nó không giống tay của Việt Nam á mọi người ha. Cái tay nó không có đều á, bởi vì tại sao mà nó đi làm neo. Giờ sẽ dùng cái đầu dũa này ha mọi người ha. Mình chạy xong mình sẽ vô ship là xong ha. Mình sẽ chở về mình làm cái móng design ha. Em cũng đang học đắp bột lên mẫu 2 lần rồi mà lần nào cũng xấu khó quá. Ok em ha. Ok phim này ha. Ok em ha. Thích em cứ từ từ ha. Nail rồi phải từ từ em ha. Nó không phải là anh làm lên là sẽ được ha. Nó phải mình phải tích tham xíu nghe em ha. Từ từ em sẽ được thôi. Mọi người thấy cái móng design này không ha? Móng này làm nó rất là đẹp, nó rất là lạ, đúng không? Nè mọi người thấy nặng không? Đúng không? Nó khác biệt là chỗ đó thôi, chứ không có gì nè. Mọi người thấy nặng không? Ha, nặng rất là đẹp nè. Nè, bữa nay khi bắt người mọi người đắp mà cục bột mà nó thẳng ra đó. Thì mọi người sẽ dũa, mọi người dũa rất là mau, rất là dễ ha, mà nó giữ cho cái ship của mọi người sẽ không cần phải dũa ship nhiều ha, không cần phải dũa nhiều. Cái đó là cái quay để mình làm, mình tiết kiệm thời gian ha. Đúng không nè, thì các bạn đắp nó smooth, các bạn không cần chạy nhiều, mình chỉ chạy cho nó bột, cho nó mịn thêm một chút xíu, một chút mình sơn đất cốt lên nó sẽ bóng rồi. Đối của bạn chắc các bạn đắp quen rồi đó ha, các bạn đắp cho nó gọn gẽ sạch sẽ nó sẽ là cái neo đẹp thôi, đơn giản. Mình ráng hạn chế mình đắp mà mình đắp cho nó tròn ha, tròn kiểu tự cờ cái móng nó thẳng ra ha, thì nó sẽ ra được cái neo đẹp ha mọi người ha. Mọi người thấy không, đây nè. Đắp nó thẳng các bạn sẽ dũa không cần tốn thời gian nên nó hiện cái design ra nè, ẩn này màu vàng với màu đỏ nó chạy giống như cái gân vậy mọi người thấy không? Cái đó là cái khác biệt ha. Cô này sinh nhật của cổ á, mua ba cái bánh sinh nhật nha mọi người ha. Nãy mới cho mình coi hình ba cái bánh sinh nhật nha mọi người ha. I told the people you have the 3K. I told the people you have 3K cake for your birthday. It's not for my birthday, it's somebody else's birthday. That's your birthday, huh? Mình vỗ xong á, lấy cái điểm chuẩn này là một cái nè. Cô này có là khách của mình ha. Lúc nào cũng làm cái một gô rồi hết. Một cái nữa, em cho một cái cho mình. Đối những cái móng ngắn này các bạn vừa cái phần á, nhìn cho nó vừa thôi nha. Đừng bao giờ mà ém quá cái ship nó sẽ không có đều ha. Khi bạn đắp gọn ghẽ như này các bạn vừa nó sẽ không có bị khó cho các bạn ha. Nó sẽ đỡ cái thời gian cho các bạn rất là nhiều. Khi các bạn làm nail lâu năm các bạn sẽ có kinh nghiệm ha. Nail là do mình có kinh nghiệm và do mình có chịu học hỏi làm nữa không ha mọi người ha, chứ chỉ là một phần thôi ha. Còn kinh nghiệm là do mình nữa, mình có chịu làm hay không ha. Mình chịu làm mới được, còn không chịu làm thì không bao giờ được ha mọi người ha. Mình vỗ xong mình sẽ quay lại làm cái móng design cho mọi người coi ha. Cái marble design nó đơn giản ha. Cái mẫu design nó dễ lắm, có vậy đó, lon ra thôi ha. Mọi người cũng muốn coi đúng không, chờ mình vỗ xong nhưng mà được rồi cho nó ra cái ship chuẩn xong mình mới làm design ở trên được ha mọi người ha. Chắc
sinh nhật của cô này là bữa thứ bảy tuần này có 11 người thôi. Gọn, đắp gọn, các bạn dũa nó sẽ đỡ cho các bạn không có mắc cái tham của mọi người nhiều. Mình tranh được cái ship nó đi ra nè. Một cái nè. Một cái. Lấy ship ra nè, ship chuẩn lại cho mình ha. Này nó xong nó sẽ làm cái móng design cho mọi người coi. Móng design nó không có gì hết á, đơn giản. Can you open your phone for me? Your phone. Xong mình sẽ làm cái móng này ha cho mọi người coi ha, lon rồi thôi ha. Ha. Any later, okay? Móng ngắn, tay cô này cũng ngắn nữa. Why are you too short? Why? Những cái móng mà cấp hình giống cái len giống vậy nè, đừng bao giờ mà các bạn dũa mà nó bó vô quá ha, bó quá cái móng nó sẽ không có đều. Là cái tay của cô này có móng thẳng, móng không có thẳng nha mọi người ha. Nó nhiều cái yếu tố, mình trước khi mình vô ship mình phải biết được cái yếu tố, cái tay của nó nhìn như thế nào. Mình sẽ nhìn ra được cái tay nó thẳng ha, mình vô thay cái ship cho nó ra nó thẳng ha mọi người ha. Một móng đó thì bao nhiêu anh không có nói được nghe em ha. Hỏi gì cũng được á. Hỏi cái gì cũng được hết á, nhưng mà đừng bao giờ mà hỏi với tiền không người ha. Mình tải lên online được, không bao giờ nói tiền bạc ha mọi người ha. Thông cảm giùm ha. Don't look your hand, ok? Don't look your hand. You can relax, man. You don't want me to fitness your hand, ha. Khách quen các bạn làm bạn ghẹo nó giỡn rồi dễ ha. Xong ha, bây giờ chuẩn bị làm cái móng design cho mọi người coi ha. Mọi người ai còn thức coi ha, ai buồn ngủ đi ngủ đi ha. Đúng không? Người đam mê nail rồi mới thức coi rồi đúng không? À hi mày nghe à thì hả đúng em ha, giống trên mạng mình đâu có nói tiền bạc được, bạn nói tiền bạc thì nó kỳ lắm ha. Chia sẻ thôi ha mọi người ha. Thế là xong đó mọi người ha, bây giờ sẽ làm cái móng design màu trắng nữa là xong ha. You want diamond or no? One finger, okay. Make you the beautiful one. Beautiful on your birthday, right? Thế là xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ làm cái móng design ha. Mình chỉ mọi người làm cái móng design ha. Giống như là treo lon ha. Nó rất là dễ. Thank you.
lên sơ cho mình nè, lên sơ cho mình ha. Xong buffer là xong ha, sẽ làm cái móng pizza ở trên móng màu trắng ha mọi người ha. Thế là xong một bộ nail ha, gắn thêm móng hột sòn nữa là xong. Đúng rồi, cái móng con này nè các bạn thấy không, nó không có đều ha, cái phao nè. Từ chỗ này nó thẳng nhưng mà chỗ này nó không có đều ha, các bạn thấy không. Cái phao khi mà nó mọc ra nó khác nè, có cái móng này nó đều nè. Móng này cũng đều nè, hai cái móng này nó bị cốt kịch. A lot of people watching, so they say a beautiful design. For you, not for me. Ok. You can do yourself easy, make it. Why you easy, ma'am. Very, very, very easy. Giờ chỉ mọi người làm trên cái móng trắng này ha. Can I borrow your phone again? Các bạn vậy, các bạn dùng cái này cho mình ha. Move your hand. Bạn dùng cây cọ cho mình ha. Miếng giấy để lên, chỉ người làm cái treo lon luôn ha, lấy miếng nước sơn màu đỏ cho mình nè, thì nó đi chung đúng không, thì nó cái set này ra trong cái hình. Giờ sẽ làm cái này ha mọi người ha, làm cái móng này cho mọi người coi ha, nó là giống cái mẹo thôi ha mọi người ha. Mọi người sử dụng một cái gọi là treo lon ha, mọi người bỏ lên cho mình. Mọi người bỏ cái treo lon lên cho mình nè. Bỏ mâm nước lên, treo lon lên cho mình ha. Mọi người sẽ chỉ mọi người làm cái mẫu này. Nhớ phải bỏ cho nó đều ha mọi người ha, đừng có thiếu ha. Chỗ nào cũng phải có cái bay của mọi người ha, bay ha. Treo lon ha, đúng không, bỏ lên. Bây giờ làm ha, lấy một miếng acetone cho mình nè ha. Phải nhìn thấy cái móng của nó ha mọi người ha. Lên cái cọ trước nè, lên chút xíu cho mình. Why the phone is not too dry? You need to change your uniform, ma'am. Các bạn cứ dặm đây cho miếng cho nó ngon cho mình đây nha. Tán ra cái là cọ nè, tán ra. Mọi người tán nè, xéo cái cọ lại tán ra. Đây dễ ra cho mình nè, ha. Tán nó mỏng ra, tán nó ra ha, lon lon ra. Ha, dễ là cái này làm đơn giản có gì mọi người ha. Ha, lấy canh nước sơn có cái loại treo lon á, mọi người bỏ lên mọi người sẽ tán nó ra, nó sẽ ra thôi. Thank you.
cho nó lon lon màu đỏ ra thôi. Dùng mặn vẽ cái ấy ra thôi, có gì hết. Các bạn lấy một miếng màu trắng cho mình ha. Lấy miếng màu trắng lên cái cọ nè. Chút xíu màu trắng cho mình nè. Dặm, đừng lấy màu trắng quá ha. Xíu thôi. Kéo kéo lên này cho nó lon với màu trắng như là. Đúng không? Cái này cái technique để mình làm thôi. Có gì hết á. Lấy màu trắng đừng lấy nhiều quá ha. Kéo cho nó lon lon ra thôi. Cho nó lon 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 ra thôi, nó giống dốc nè, đúng không? Đơn giản. Lấy cái cọ nè, dặm dặm nó ra thôi. Lấy miếng màu trắng, màu đỏ nè, để vô. Giống giống rồi thôi nè, đúng không? Nó dặm ra. Lấy cái cọ đá mọi người thấy không? Chờ xíu này thì nó lon 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 ra thôi, không có gì hết. Good. For you, okay. Not for me. I'll wait for you. Mọi người xem video ha, đúng không? Cái này các bạn làm cái marble in các bạn làm cũng vẫn được nữa ha. Có nhiều cách làm đó, nhưng mà cái này mình làm cho nó mau thôi. Lấy miếng đỏ miếng trắng nè, lấy trắng ít thôi để đỏ nhiều cho mình ha. Lon ra nè, vẽ bùa vẽ rắn, các bạn muốn vẽ cái gì các bạn vẽ thôi ha, cho con một phối thôi. Cái đó cọ là lướt lướt gì cho mình nè, thì nó dậm như cái màu lon rồi nè, đúng không? Các bạn xây cọ đây xíu nè cho nó lon rồi nè. Cái mẫu này thì nó cũng dễ thì khó. Lấy miếng màu trắng đi lên cái màu đỏ cho mình nè, nó hiện hiện ra nè, đúng không? Chút xíu màu trắng thôi, nhớ là màu trắng các bạn đừng có bao giờ lấy nhiều ha. Lấy nhiều nó sẽ không có ra ha mọi người ha. Cái đó đơn giản nhất, cách đơn giản nhất để mọi người làm ha. Thế là xong ha. Change your hand for me. Thế là xong ha mọi người ha. Thấy đơn giản ha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ gắn hộp sòn ha, cho cô ấy nữa là xong cái bộ tay ha mọi người ha. Hẹn gặp lại các mọi người trong cái live sau ha. Good right? For you okay? You were just simple or you want a different? Do on this for you, okay? How you want on this? On this better, okay? What? Sử dụng cái glue này mình gắn lên mền ha mọi người ha. Để vô mọi người. Để vô. Đúng không? Lấy hai mỏng đó là đều. Chỉnh lại kia cái cổ cho nó nằm xuống đó mọi người ha.
Chỉnh lại. Móng này cũng vậy luôn ha, hay là xong hả mọi người ha, xong một bộ nail ha. Lấy cái blue này là mình gắn lên mền ha mọi người ha, blue của dip ha, giờ dip giờ đắp quá, các bạn phải gắn lên mền được luôn ha. Canh độ nước vừa phải ha mọi người ha, đừng canh đừng lấy nhiều, đừng lấy ít quá ha. Để vô nào. Chỉnh lại ha, rồi chỉnh lại cho có độ bám vô đây cũng vậy luôn. Thế là xong một bộ nail ha mọi người ha. Chỉnh cho nè, chỉnh cho nó đều cái đai mền lại ha, cho nó khô. Bỏ đây một móng, một hộp nữa cho mình ha, canh ha. Thế là xong hả mọi người ha. À, xong rồi mọi người ha, giờ bỏ thấp khớp ha. Xong cái bộ này ha, mình show cái móng này ra cho mọi người coi nó shiny ha. Cô này từ đầu em có làm màu đỏ ha, bít đê làm màu đỏ ha, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn ha mọi người ha. Ấy vô nè, ấy vô, ấy vô. Rồi thấy không? Vô một cái nè. Ha, show cái design của người ra nè ha, kéo dưới cho mình cái nè, sẽ show cái design đây, show là cho mọi người coi cái móng design này nó sẽ show ra nè ha mọi người ha. Đây đẹp không, đây nè, ăn tiện chỗ này nè, show beautiful ha. Right for you not for me. Nè, mọi người thấy nó đẹp không? Đúng không? Đây nè, nó ăn tiền nè ha. Tốt, anh đang xài của Waytrail nha em ha. Ha, của Waytrail ha, Việt Nam có chi nhánh ha, mọi người có thể liên hệ Việt Nam. Anh có chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh ha, các bạn có thể liên hệ ảnh ha. Cái tốt nó rất là cơ bóng ha mọi người ha. Mọi người thấy nó show có độ bóng quá không? Kéo kéo ha, kéo còn mỏng thì tấp khớp nó sẽ bóng ha mọi người ha. Mọi người thấy cái design này đẹp không, đúng không? Vậy nên lấy tiền ha mọi người ha, thấy không, thắng phẩm của tên ha. Bạn đã like. Kéo quá nè, 1, 2 ha, 1, 2 nè. Trước khi mọi người làm á ha, mọi người á làm xong rồi mới cho được khách đi rửa tay ha mọi người ha, đừng bao giờ mà rửa tay trước ha. Sạch là sạch sao em ha, em làm bột với cái tay nó phải ấy chứ sao mọi người, em hỏi là sạch sao. Nó show cái design này nè mọi người thấy không, nó ăn ngắn vậy thôi ha, nó cái mẹo thôi, không có gì khó đó. Sạch là sạch sao em hả, khó hiểu quá, khó quá cho bỏ qua đi, người làm khó nhau quá, làm khó nhau có được gì đâu. Hay nhung trần ha. Vuốt lại cho mình nè, vuốt lại nè,
Dụ lại nè. Dụ lại nè. Dụ lại nè. Bạn đã like for me. Em có thấy không, nó ra nè, rất là đẹp ha. Nhớ phải đủ IBD ha, nó ra được cái móng ra rất là đẹp ha mọi người, thấy không? Hay Mai Nguyễn đúng là đẹp ha. Mình không biết hỏi bạn. Vuốt để cho nó giữ cái ship. À mọi người ha, thấy là xong ha mọi người ha. Gặp lại mọi người sau ha. Bây giờ sẽ cho đi rửa tay ha mọi người ha. Mọi người thấy không? Khác biệt cái móng này làm ra cái mẫu này rất là đẹp nè ha. Mọi người thấy không? Nó ăn rất là đẹp ha. Làm bột là phải làm xong rồi mới rửa tay ha mọi người ha. Mọi người thấy không? Bây giờ sẽ bỏ dầu á, bỏ dầu cho cô đi rửa tay nha mọi người. Không bị lem bột nè mọi người thấy không? Ăn ảnh thôi, không có gì khác hết á. Ok, bye mọi người ha.